Hello, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác vài mẫu dao mèo bên em nhé. Hôm nay có đầy đủ tất cả các loại, có từ dao nhỏ đến dao to ạ, đầy đủ tất cả các loại luôn. Các bác thoải mái mà lựa chọn nhé. Này, em chỉ không dài dòng nữa, em xin giới thiệu từ con số 1 ạ. Trước tiên em xin đọc số điện thoại để các bác đặt hàng cho dễ nhé. Số điện thoại nhà em là 0989921389 ạ. Xin nhắc lại một lần nữa là số điện thoại nhà em là 0989921389 ạ. Không dài dòng nữa, em xin giới thiệu bắt đầu từ con số 1 nhé. Đây ạ, số 1 là con dao mèo mini các bác ạ. Rất là nhỏ gọn, xinh xắn. Đấy, con này nhỏ gọn trên lòng bàn tay luôn các bác ạ. Đấy, có cái vỏ rất là đẹp các bác nhé. Đây ạ. Đấy, nhỏ xinh xắn, rất là đẹp ạ. Con này cũng làm khá là dày đấy, các bác dùng để chặt nhẹ nhàng cũng được các bác nhé. Đấy, con này em bán với giá là 450.000 các bác nhé, 450.000 ạ. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 em cũng làm khá là dày, các bác cũng có thể dùng để chặt cây nhẹ nhàng được các bác ạ. Đấy, rất là nhỏ gọn, các bác mang theo người thì rất là tiện lợi các bác nhé. Con này em cũng bán với giá là 450.000 các bác nhé, 450.000 ạ. Con số 2 ạ. Đây, cũng có cái vỏ rất là xinh xắn đấy ạ. Đấy, đấy ạ, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, tiếp theo là con số 3. Con số 3 hôm nay gọi là con dao mèo mini các bác nhé. Đây ạ, dao mèo mini rất là đẹp các bác ạ. Đây, các bác có thể dùng để chặt cây nhẹ nhàng được các bác nhé. Đây, có cả vỏ đây ạ. Đấy, đây, cả vỏ rất là nhỏ gọn, xinh xắn nhé các bác nhé. Đấy, con này cũng có giá là 450.000 thôi ạ, 450.000 con số 3 nhé các bác nhé. Tiếp theo là con số 4. Đấy, con số 4 này cũng là giống con số 1, khá là dày, các bác dùng để chặt nhẹ nhàng cũng được, dùng để lọc cũng được. Nói chung là dày thế này thì cứng cáp rồi, các bác dùng được nhiều việc lắm các bác ạ. Đấy, con này em bán với giá là 400.000 đấy ạ, 400.000. Có cả vỏ xinh xắn nhé các bác nhé. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 cũng là con mèo mini. Con này em bán với giá là 400.000 các bác nhé, 400.000 đấy ạ, số 5 ạ. Tiếp theo là con số 6. Số 6 làm khá là dày các bác nhé. Đây ạ. Đây, có cả lá chắn đồng đây. Đây, rất là đẹp các bác ạ. Đây ạ, khá là dày, các bác dùng để chặt nhẹ nhàng được, chặt gà vịt được, chặt cây được các bác nhé. Đây, con này có vỏ rất là đẹp các bác nhé, em xỏ vào trong vỏ cho các bác xem. Hôm nay thời tiết thay đổi nên em là bị ốm, không nói nhanh, không nói to được, các bác chịu khó nghe nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, con này em bán với giá là 650.000 các bác ạ, 650.000 con số 6 ạ. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một dạng dao thuộc dạng dao lá lúa gì đấy, làm hai lưỡi các bác nhé. Trang trí rất là đẹp ạ. Đây, có cả vỏ ạ. Con này em bán với giá là 750.000 các bác nhé. Tiếp theo là con số 8. Số 8 này là con dao parang, các bác dùng để chặt xương, chặt cây, trang trí cũng được các bác nhé, rất là đẹp ạ. Con này có vỏ hở các bác nhé. Đây ạ, vỏ hở đây ạ. Đấy, xỏ vào thì nhìn hở dao rất là đẹp ạ. Con này chặt cây, chặt xương thoải mái các bác nhé. Con số 8 này có giá là 750.000 ạ. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 này thuộc dạng dao mèo,
Cái này dùng để chặt cây chặt xương được các bác nhé, chặt cây chặt xương thoải mái ạ. Đây ạ, làm khá là dày, cầm rất là vừa tay đầm tay ạ. Con này rất đẹp luôn các bác ạ. Có cả vỏ đấy ạ. Đấy, giao cả vỏ bán 750.000. 750.000 con số 9 nhé. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này làm mỏng hơn một xíu. Con này độ dày chắc khoảng 5 ly thôi các bác ạ. Cũng chặt gà vịt được, chặt cây được. Cũng thuộc dạng dao parang. Nhắm một mặt ạ. Rất đẹp ạ. Con này em bán với giá là 600.000 thôi các bác nhé. 600.000 thôi ạ. Các bác cứ đặt hàng đi ạ. 650.000 bao ship luôn. Tiếp theo là số 11. Cũng thuộc dạng dao mèo mini. Con này chặt nhẹ nhàng được các bác nhé. Đấy. Con này có cả vỏ luôn ạ. Vỏ đây ạ, vỏ vuông các bác nhé. Con này em bán với giá là 550.000 thôi ạ. 550.000 con số 11 ạ. Tiếp theo là con số 12. Số 12 này có giá là 600.000 ạ. Đấy, cũng chặt gà vịt được, chặt cây được. Số 13 cũng có giá là 600.000 thôi các bác nhé. 600.000 ạ. Số 13 600.000, chặt được, chặt gà vịt, chặt cây. Số 14 cũng chặt gà vịt, chặt cây được các bác nhé. Mang đi rừng chặt cây được, mang đi câu cá cũng được. Đi phượt, đi picnic cũng được các bác nhé. Trang trí cũng rất là đẹp ạ. Con số 14 này có giá là 600.000 các bác nhé. 600.000 ạ. Con số 15. Số 15 rất là đẹp ạ. Số 15 có giá là 650.000 ạ. Con này thuộc dạng dao găm các bác ạ. Có vỏ rất là đẹp. Này em xỏ vào trong vỏ cho các bác xem nhé. Đây ạ. Trời hơi tối các bác nhìn hơi khó. Nếu mà đủ ánh sáng thì nhìn rất là đẹp luôn các bác ạ. 650.000 số 15 ạ. Tiếp theo là con số 16. Cũng giống con số 15. Đấy. Nhưng mà vỏ khác. Con này có giá là 600.000 thôi các bác ạ. 600.000 số 16 ạ. Tiếp theo là số 17. Có giá là 650.000. Số 17 ạ. Đấy, cũng có khâu đồng, lá chắn đồng. Đấy, dao thì làm từ nhíp ô tô xịn sò nhất, loại tốt nhất. Tôi chuẩn chỉ nhất, sắc bén, bền đẹp ạ. Con này có giá là 650.000 các bác nhé. Số 17 ạ. Có vỏ rất là đẹp ạ. Đây em xỏ vào trong vỏ cho các bác xem nhé. Đây ạ. Vỏ rất là đẹp luôn các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là số 18. Số 18 này có giá là 750.000 các bác nhé. 750.000 ạ. Đấy, khá là dày dặn, cầm khá là đầm tay, vỏ hở ạ, rất là đẹp ạ. 750.000 ạ. Tiếp theo là số 19. Số 19 làm theo, làm cái kiểu vỏ như là văn trúc ạ, zing zắc ạ. Vỏ rất đẹp, cán cũng rất đẹp, rất đẹp. Dao thì cũng miễn chê, quá đẹp luôn các bác ạ, sáng bóng luôn ạ. Con này có giá là 850.000. Số 19 850.000 các bác nhé. Tiếp theo là số 20. Số 20 này chặt gà vịt, chặt cây được các bác ạ. Có vỏ ạ, 600.000 cả vỏ các bác nhé. Tiếp theo là số 21. Số 21 này cũng chặt cây, chặt gà vịt. Trang trí cũng rất là đẹp các bác ạ. Có vỏ đây ạ. Cả vỏ là 650.000 đấy ạ. Tiếp theo là số 22. Số 22 này có giá là 650.000 các bác nhé. Cũng thuộc dạng dao chặt gà vịt, chặt cây được, dao găm các bác ạ. Tiếp theo là số 23. Số 23 này có giá là 1 triệu ạ. Số 24.
số 24 này chặt cây chặt xương được các bác nhé, chặt cây được, chặt xương được, rất là đẹp ạ. Con này có giá là 750.000 cả vỏ, bao ship ạ. Đấy, rất nhiều loại các bác nhé. Số 1 này, dao mèo mini, số 2 mèo mini, số 3 mèo mini, số 4, số 5, số 6 cũng là mèo mini, số 7, số 8, số 9, số 10 là các loại dao mèo to hơn, có thể chặt cây, chặt xương, chặt gà vịt. Đấy, nhiều loại lắm các bạn. Số 11, số 12, số 13, số 14, 15, 16, 17 cũng là lại là dao mèo mini. Các bác mang đi theo người hoặc là mang đi chặt gà vịt, chặt cây được ạ. Số 18 này là số 18, 19, 20, 21, 23, 24 lại là các cỡ dao mèo dùng để chặt gà vịt, chặt cây được các bác nhé. Thậm chí con số 24 này chặt xương được các bác ạ, chặt cây, chặt xương được. Đây, em báo giá ở trên đây rồi. Tất cả dao nhà em đều làm từ nhíp ô tô loại tốt nhất ạ. Hôm nay đóng vỏ rất là đẹp các bác nhé. Các bác mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé. Hoặc các bác kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0989 921 389 để trao đổi thêm ạ. Hôm nay em quay đến đây thôi. Em xin chào các bác nhé.